Hello, xin chào tất cả anh em. Thì hiện nay AI đang rất là phát triển. Nếu như bạn đang chưa biết cách sử dụng AI, chưa biết cách ứng dụng AI vào trong công cuộc marketing của mình, trong cái công cuộc làm quảng cáo của mình, trong công cuộc kinh doanh của mình thì chắc chắn một thời gian ngắn sắp tới thôi, 3 tháng, 6 tháng hoặc 1 năm nữa là bạn sẽ bị tụt lùi nếu như đối thủ của bạn sử dụng AI. Bởi vì sao? Bởi vì AI sẽ giúp cho bạn x10 hiệu suất công việc, x100 hiệu suất công việc. Bạn sẽ tối ưu được rất rất nhiều chi phí bằng việc sử dụng AI. Đây, mình sẽ làm cho anh em một cái ví dụ. Anh em như, ví dụ như anh em nhìn nha, thì ở đây mình sẽ sử dụng AI này để có thể dùng chính mình nói tiếng Anh, nói tiếng Pháp, nói tiếng Trung Quốc cho một cái đoạn văn. Ví dụ anh em nhìn thấy đây là bằng cái một cái câu lệnh mình sử dụng trong AI nhé. Thứ nhất, để mình tạo ra một cái đoạn video như này. Thứ hai, tiếp theo là ở đây nó sẽ có các cái câu như này. Thì ở đây mình sẽ sử dụng một cái con AI tên là để có thể lấy giọng của mình, sử dụng giọng của mình, anh em mình dùng nhỉ. Thì đây là con AI của mình, mình sẽ sử dụng cái con AI này. Đấy, ví dụ đây nhá, mình sẽ copy toàn bộ cái phần hội thoại ở đây. Ok, rồi thì mình sẽ cho anh em xem. Rồi, cái đoạn này nó có câu lệnh nhưng mà quên mất câu lệnh rồi. Rồi, đấy, mình sẽ làm như vậy. Rồi, tiếp theo mình đây phần kết thúc đây rồi, 5 phần đây rồi. Đấy, 5 phần đi nhá. Đây thì bây giờ mình sẽ cho anh em nghe thử này. Cuộc sống là một chuỗi hành trình không ngừng nghỉ, đôi khi đầy khó khăn và thử thách. Nhưng điều gì làm nên thành công? Đó chính là ý chí và sự kiên trì của bạn. Có những lúc chúng ta cảm thấy kiệt sức, chùn bước trước những khó khăn. Nhưng Rồi, thì đây là mình đang dùng giọng của mình để nói tiếng Việt đúng không? Bây giờ thì mình sẽ dùng nói tiếng Anh này. Đấy, ví dụ tiếng Anh đi. Mình sẽ tạo một cái trang mới trên này. Hãy viết lại đoạn văn sau bằng tiếng Anh. Đây, mình sẽ copy toàn bộ cái phần này cho sang đây thành tiếng Anh. Các bạn, cái phần này các bạn thể dùng Google Translate được nhé. Google Translate được, hoặc là các bạn có thể dùng Chat GPT giống Mỹ được. Thì từ ngày dùng AI thì mình sẽ quen sử dụng Chat GPT hơn. Và ngoài Chat GPT ra thì mình có rất 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 nhiều những cái công cụ AI khác. Đây, mình sẽ cho vào đây. Đấy, mình tạo lại nha. Life is a continuous journey, often filled with challenges and difficulties. Được chưa? Ok, mình sẽ But tải what cái tải bản này defines xuống. success? Ok nhá, sau khi mình có cái bản đào về âm thanh bên, mình sẽ sang cái phần bên này. Đó, con AI để có thể lồng cái giọng nói của mình thì nào, đó là đó là cái gì ạ? Hagen. Thì cái Hagen này các bạn có thể điền 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 text vào đây như này thì nó cũng có thể nói được tiếng Anh. Đây, mình sẽ vào lại từ đầu này, mình làm lại từ đầu. Vào cái trang có tên là Hagen. Đấy, tạo video. Ở đây mình sẽ chọn video dạng dọc đi. Sử dụng video dạng dọc này. Đấy, mình sẽ sử dụng chính cái mặt của mình luôn. Được không anh em? Chính cái mặt của mình luôn. Đấy, bây giờ mình sẽ dùng bấm vào cái phần script. Đấy, thì các bạn sẽ mình chọn xem bạn nghe thử phần tiếng Anh. Welcome to the new era of video creation with Đúng me. chưa? Thì nó đang nói tiếng Anh nhưng mà đang nói bằng cái ngôn ngữ, bằng cái giọng người khác. Thì bây giờ mình sẽ làm bằng cách để cho cái giọng của mình vào. Thì mình sẽ xóa cái này đi. Mình thêm cái Sorry, xóa đi này. Mình tải lên cái bản audio vừa rồi của mình này. Đấy. Mình tải đến bản audio video của mình và rất đơn giản như vậy thôi. Chúng ta đã có một cái phiên bản nói tiếng Anh mà chính chúng ta nói chuẩn luôn, không cần với ngôn ngữ. Đây, cho anh em nghe thử nha. What defines success? It is your willpower and Đúng chưa? Nó đúng với âm giọng của ta, nó đúng với các thứ của ta. Thì cái việc làm này nó sẽ rất là hữu ích cho anh em. Đây, ví dụ như là video nói tiếng Anh. Đấy, bạn có thể không cần biết tiếng Anh, bạn có thể không cần biết tiếng Trung nhưng bạn vẫn có thể nói được tiếng Anh, vẫn có thể nói được tiếng Trung, vân vân và vân vân, mây mây và mây mây, được chưa nào? Đó, sau đó thì mình ấn submit và chờ đợi nó upload lên. Thì cái kết quả thành công thì các bạn xem tại đây. Life is a continuous journey, often filled with challenges and difficulties. But what defines success? It is your willpower and perseverance. There are moments when we feel exhausted, hesitant in the face of hardships. Yet, if you keep trying, keep moving forward, you will eventually see the light at the end of the road,
Failure is part of the journey. But do you know what truly matters? It's not about how many times you've fallen, but whether you dare to get back up. No journey is easy. However, as long as you believe in yourself and never give up, anything is possible. Life waits for no one, and success comes to those who don't quit. Pursue your dreams. Despite the difficulties, always believe in yourself, because every step you take on this journey brings you closer to a brighter future. Ok, và nếu như bạn đã sẵn sàng để có thể thay đổi toàn bộ cái công việc làm marketing của mình, toàn bộ công việc kinh doanh của mình để có thể tăng hiệu suất gấp 10 lần, 20 lần và đạt kết quả, đạt doanh thu, đạt lợi nhuận nhân gấp nhiều lần mà không tốn nhiều chi phí nhân sự, thì bạn có thể bấm xuống cái link bên dưới ấy. Tôi sẽ để một cái link đăng ký, và trong cái link đăng ký đó thì đó chính là cái chương trình mà tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm việc với AI, ứng dụng với AI để có thể giúp các bạn đạt được cái gì? Tăng doanh số, giảm chi phí bằng việc sử dụng AI trong công việc kinh doanh. Bấm xuống link đăng ký nha bạn nhé.